Thân chào quý thính giả, rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong loạt bài tỉnh nguyện Lời sống hằng ngày của một vụ Our Daily Bread. Ước mong rằng qua những giờ phút ngắn ngủi này, lời Chúa sẽ chạm đến và biến đổi tấm lòng quý vị. Hôm nay ngày 28 tháng 2, chúng ta sẽ cùng nhau suy ngẫm lời Chúa qua một bài học nhỏ có tựa đề Xin giúp cho sự vô tín của con, được viết dựa trên phân đoạn Kinh Thánh nền tảng trong Mác chương 9 từ câu 14 đến câu 24. Bài học sẽ đem đến cho chúng ta những thông điệp gì? Thân mời quý vị cùng ODB khám phá nhé. Trước tiên, chúng ta sẽ cùng lắng nghe phân đoạn Kinh Thánh Mác chương 9 từ câu 14 đến câu 24, bản truyền thống hiệu đính. Khi Đức Chúa Giê-xu và ba môn đồ trở lại chỗ các môn đồ khác, thì thấy một đoàn dân rất đông đang vây quanh họ. Có mấy thầy thông giáo đang bàn luận với họ. Vừa thấy Ngài, cả đám đông rất ngạc nhiên, liền chạy đến chào đón Ngài. Ngài hỏi họ, các ngươi tranh luận với các môn đồ về việc gì vậy? Một người trong đám đông trả lời, thưa Thầy, tôi đem con trai tôi đến cho Thầy. Cháu bị quỷ câm ám. Mỗi lần quỷ nhập vào thì vật cháu ngã xuống, làm cho sùi bọt mép, nghiến răng, rồi cứng đờ người ra. Tôi đã nhờ các môn đồ thầy đuổi quỷ ấy, nhưng họ không đuổi được. Đức Chúa Giê-xu nói, hỡi thế hệ vô tín kia, ta sẽ phải ở với các ngươi cho đến chừng nào? Ta sẽ còn chịu đựng các ngươi cho đến bao giờ? Hãy đem đứa trẻ đến cho ta. Họ đem đứa trẻ đến cho Ngài. Vừa thấy Đức Chúa Giê-xu, quỷ lập tức vật mạnh đứa trẻ. Nó ngã xuống đất, lăn lộn, sùi bọt mép. Đức Chúa Giê-xu hỏi người cha, cháu bị thế này đã bao lâu rồi? Người cha thưa, từ khi cháu còn bé, quỷ đã nhiều lần ném cháu vào lửa, vào nước để giết cháu đi. Nhưng nếu thầy có thể làm được gì, xin thương xót chúng tôi và giúp cho. Đức Chúa Giê-xu đáp, sao lại nói nếu thầy có thể làm được? Ai tin thì mọi việc đều được cả. Cha đứa trẻ liền la lên rằng, tôi tin, xin giúp cho sự vô tín của tôi. Câu gốc hôm nay được chép trong Mác chương 9 câu 24. Cha đứa trẻ liền la lên rằng, tôi tin, xin giúp cho sự vô tín của tôi. Đức tin của tôi ở đâu? Sâu thẳm trong đáy lòng tôi toàn là sự tối tăm và trống rỗng. Nếu Chúa có ở đó, xin tha thứ cho con. Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết người đã viết ra những lời này là mẹ Teresa, là người được mến mộ và nổi tiếng qua sự tận tụy phục vụ những người nghèo ở Calcutta, Ấn Độ. Mẹ Teresa đã âm thầm tranh chiến với những thử thách trong đức tin suốt hơn 5 thập kỷ. Chỉ sau khi bà qua đời năm 1997, thế giới mới được biết đến cuộc chiến nội tâm ấy qua những trích đoạn trong nhật ký của bà được công bố trong quyển sách mang tên Xin soi sáng trên con. Làm thế nào để đối mặt với những nghi ngờ và cảm giác như Chúa đang xa cách? Mỗi tín hữu bị tác động bởi những tranh chiến đó ở mức độ khác nhau. Nhưng không ít tín hữu trung tín với Chúa Giê-xu cũng đã từng trải qua những thời điểm hay giai đoạn nghi ngờ như vậy trong cuộc đời. Cảm tạ Chúa, Kinh Thánh mang đến cho chúng ta một lời cầu nguyện tuyệt vời nhưng cũng nghịch lý, vừa bày tỏ đức tin vừa thú nhận sự vô tín. Trong Mác chương 9, Chúa Giê-xu gặp một người cha có con trai bị quỷ ám hành hạ từ nhỏ. Khi Chúa Giê-xu nói rằng ông phải có đức tin, ai tin thì mọi việc đều được cả, thì ông kêu lên, tôi tin, xin giúp cho sự vô tín của tôi. Lời cầu nguyện chân thật, thành tâm này kêu gọi chúng ta giao phó mọi sự cho Chúa khi đang tranh chiến với nỗi nghi ngờ, tin rằng Ngài sẽ làm cho đức tin chúng ta vững vàng giữa nơi trũng u ám, sâu thẳm nhất mà chúng ta phải bước qua. Có bao giờ bạn tranh chiến với sự nghi ngờ trên hành trình thuộc linh của mình chưa? Chúa đã ban năng lực để bạn giữ vững đức tin như thế nào? Giờ này, chúng ta hãy cùng hướng lòng về Chúa và hiệp ý với nhau trong sự cầu nguyện. Lạy Cha yêu dấu, đôi khi lòng con nghi ngờ,
xin giúp đỡ con khi con thấy khó cảm nhận được sự hiện diện của Ngài. Nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Quý thính giả thân mến, ước mong rằng Chúa đã dùng bài tĩnh nguyện hôm nay để đem đến cho quý vị sự khích lệ và nâng đỡ trong bước đường theo Chúa. Nguyện năng quyền của Ngài hành động trên cuộc đời quý vị mỗi ngày, để chúng ta luôn sống cho Chúa trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Hãy cứ giữ kết nối với Chúa suốt ngày nhé! Và cũng đừng quên giữ kết nối với ODB Việt Nam tại kênh Facebook, Instagram và YouTube. Kính chúc quý thính giả một ngày mới thỏa vui trong sự chăm sóc và dẫn dắt của Chúa. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào ngày mai.